Trời ơi, ở nhà chỉ là dự trữ luôn cái lu khoai luôn cả nhà. Rồi bị cái sao không để ngoài chuột ăn quá ăn luôn. Cái này ăn khoai không là có thật hay không? Có thật hồi nhỏ lớn. Ờ, hồi nhỏ lớn luôn hả? Cỡ dạ. hồi nhỏ luôn tới giờ luôn đó, người ta ăn gì đó. Ăn khoai lang với hình như ăn mì không à? Ăn khoai lang với mì. Ừ. Chị có kiểm tra thử rằng là đưa cơm vô là chú có ăn có được không? Hồi đó có nghe mấy ông già đó, ba tôi đồ nói là nhét cái hộp cơm vô trong khoai lang giữa đó. À. Rồi đậy lại ông ăn tới đó, ông tành ông bị ói, ông cũng bỏ. À. Ăn khoai từ nhỏ tới lớn, ông không có một hộp cơm vô, nếu mà ăn bánh mì của ông nhét một hộp cơm vô là ông biết liền đó. Đâu vậy hả? Ói liền. Ừ. Ói liền. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Không biết thì trưa ngày hôm nay thì tất cả các cô chú anh chị sẽ chuẩn bị bữa ăn như thế nào cho gia đình mình cũng như là cho bản thân của mình. Có thể là các bạn sẽ ăn canh chua hoặc là cá chiên hoặc là những cái món mặn khác. Tuy nhiên ngày hôm nay thì các em muốn giới thiệu cho tất cả các bạn một người chú đã 60 năm không ăn cơm mà vẫn sống khỏe mạnh bình thường. Đó là khẩu phần ăn của một chú ngay tại An Giang, ở huyện Phú Tân của tỉnh An Giang. Đây là khẩu phần ăn trưa của chú, không gì khác ngoài khoai và nước lạnh. Chú nói á, ăn cơm vô là ói, ăn khoai vô thì cảm thấy sức khỏe mình nó mạnh hơn. À, chú chỉ ăn khoai lang, ăn cơm vô là ói. Nghe người dân nói vậy. Tới giờ lúc mà ông có khoai. Từ lúc mẹ sanh ra tới giờ luôn hay sao? Mẹ sanh tới giờ. Ba bà em lúc cơm ói, bà kể lại á, ói hoài ói rồi mà không trời, bắt đầu cái bà cho ông khoai cho ăn luôn. Và hơn 60 năm qua từ nhỏ đến lớn, được biết rằng á thì khi mà mới sinh chú ra thì sau khi mà cai sữa thì chú chuyển sang giai đoạn ăn dặm, miễn mỗi lần đút cơm nghiền á thì mẹ của chú nói là chú ói ra, và ăn khoai được một lần thì vẫn hơn 60 năm qua chú vẫn dùng bữa trưa buổi chiều như thế này. Đây là khẩu phần ăn chính của chú, thay vì với khoai như thế này là một bữa ăn bữa sáng ăn lót dạ của những người ở Việt Nam ha. Còn đối với chú ở đây, đây là khẩu phần ăn chính của chú, không gì ngoài khoai ha cô bác anh chị. Đây con gửi chú dĩa này gần 1 ký nha cô bác anh chị. 1 ký đó, ngày chú ăn hết là 2 ký, sáng 1 ký, chiều 1 ký. Chú ăn một cách ngon lành và ăn ngọt ngào, thậm chí là không cần nước luôn nha. Đối với các anh em mình ăn khoai là phải có gì nước, tại vì nếu như tinh bột gì nó bị mắc nghẹn á. Nhưng mà chú ít dùng nước lắm. Bây giờ đây là có mấy loại khoai chú kể cho tụi con nghe. Chú luộc khi nào? Khoai cao, khoai từ, khoai mì, khoai ngọc, khoai quốc. Bạn có chữ khoai là ăn. Chú cần người ta nói là chú khoái ăn sang. Là sáng ăn khoai hả chú hả? Thôi, tụi anh em của tụi con không có làm phiền bữa ăn trưa của chú nữa. Nhằm khi dừng lại cái nấu mắt con, chú cứ dùng thoải mái ha. Này là khoai tím mà đúng không chú? Khoai vàng. Còn đây là khoai vàng không à? Dạ. Chú tự luộc rồi tự ăn luôn. Một bữa ăn coi như là quá ghẻ ha. Ở ngọt ngào ghê không? Có nhiều người nói á, đôi khi thì chú ăn như vậy thôi chứ bình thường chú cơm mình đâu có biết, nhưng mà để cho chú trả lời, chú có ăn cơm không chú? Không, ăn được. À. Ngày là chú làm nửa ký, sáng nửa ký, chiều nửa ký. Chú ăn cơm không được mà chú ăn cháo có được không? Không, đâu được. Vậy là con nghĩ là, con tưởng là chú ăn cơm không được, ăn cháo được chứ. Không, không được. Liên quan đến hột gạo là ăn không được. À, vậy ha. Vậy cháu là... ăn cũng không được luôn. Dạ, vậy là chút xíu là con xin phép chú Út cho anh em tụi con vô bên trong căn nhà của chú cũng như tham quan cái hũ gạo của chú để đâu. Mà chú cứ ăn đi, để chú ăn hết cũng được. Không, chú ăn đi, ăn hết đi rồi anh em tụi con tham quan. Có hũ gạo trong nhà không chú? Có bọc khoai không à? Vậy là dự trữ khoai không à? Không có hộp gạo nào trong nhà đúng không? À, đâu có, bị ăn khoai. Thì ý con muốn nói để cho mọi người cùng biết, ăn nếu khoai. Chú ăn khoai mà trong nhà mà có cái lưu gạo đó thì mọi người cho là mình sẽ chia sẻ. Xạo. À, đúng rồi. Đó, cho nên trong nhà có hũ khoai, đặc biệt là cái hũ khoai nha cả nhà. Thì chút xíu đó thì chú sẽ
dẫn mấy anh em mình đến đó để coi cái hũ khoai chú như thế nào. Chú cứ dùng đi chú. Được, ăn bây giờ. Hồi sáng ăn sáng giờ hả chú? Chiều nay chú giờ mà, mấy giờ chú mới thưởng thức được? Rồi 9-10 giờ ăn nữa. Nếu đói, mà đói ăn. Anh em của tụi con mà đi hỏi vòng vòng ở đây á, là người ta đều nói là chú ăn khoai hết hả? Đói ăn khoai, khoai. Ở đây, ở huyện này không biết mà chơi. Khi mà con mới, con với anh Một Đồng mới ghé vào đây thì có một chị nói là ông đậu khoai. Thì đây kêu ông đậu khoai không à? Ông đậu khoai. Ông đậu khoai. Ông đậu ăn khoai. Ồ, lạ ha. Mà chú tên gì chú? Tên Vàng. Vàng. Chú Vàng. Chú Vàng ăn khoai. Ở nhà đây chú kêu đậu khoai không à? Đây kêu đậu khoai không à? Đây kêu đậu khoai không hả? Chứ hậu hậu kêu Vàng. Tên ông đậu khoai là mới biết. Ngày xưa mà lúc mà chú có vợ đó, chú còn trẻ là chú ăn khoai chú lao động nổi không? Thì cũng lao động chạy xe lôi vậy đó. Đạp xe lôi ha. Đạp bán theo bịch khoai. Đổi cái gặp khoai người ta bán mình mua mình ăn luôn khỏi nấu. Vậy là đáng lý ha, bây giờ chú phải cắt nhà lầu chứ chú đạp xe đạp tiền quá trời mà ăn khoai không dư giả. Lúc trẻ chú có bệnh hoạn gì không chú? Có bệnh bệnh đau nhất bệnh nhất bảy đạp xe lôi á. Rồi kêu muốn ta lại ta dần dần lưng. Dần lưng á, bị nhức với giò gắn á. Thôi con mà chú dùng cũ nữa đi. Chú vô thích dùng cũ nào chú dùng. Được. Lại Phú Tân hỏi ông đậu khoai ai cũng biết á. Hỏi đậu khoai ai cũng biết. Tên Vàng, Út Vàng bị thương Út á. Nhưng mà ta kêu ông đậu khoai. Ông đậu khoai. Chú ăn thấy ngọt ngào phải không? Chú ăn này giống như chú ăn chay á. Đâu có sát sinh gì đâu đúng không? Đúng rồi, ăn khoai. Chú đâu có dùng con vật để làm thức ăn cho mình. Coi như là chú ăn chay luôn á. Sống có cảnh độc thân đó, cô đơn hồi đó giờ luôn á. Chỉ ăn khoai thôi. Khi mà con chia sẻ cái clip chú ăn khoai lang lên đó, thì cũng có một anh để lại cái bình luận là chú ăn khoai lang thì rất tốt cho sức khỏe và sống trường thọ nữa chú. Không biết sống ngày nào hay đỡ hay ngày nay chứ đâu biết được. Tết này sống mai đâu biết được. Cái đó là cái tuổi thọ nữa. Ông nội cũng không biết. chết thì đâu biết được. Chú ở đây là cũng gần cái tổ đình đó. Chú có đọc được câu nào của Đức Thầy không? Không thuộc. Không thuộc ha. Chú Út thì ngày xưa chạy xe lôi chắc về cái việc mà hát hò chắc chú rành lắm à. Chú biết văn xe lôi là ngày xưa là thường thường là mỗi khi lại đó cái đầu hát hò những cái câu để cho vui á. Ngon quá chú ăn thấy ngọt ngào quá. Tụi con nãy giờ chắc mấy cọng đó chắc bị mắc nghẹn đây nè. Chú ăn cái vỏ chú cũng ăn luôn. Mình rửa sạch sẽ mình ăn luôn vỏ. Rửa sạch sẽ rồi ăn luôn vỏ luôn. Sáng là chú chuẩn bị buổi sáng cho mình là bằng cách rửa sạch rồi sau đó luộc lên thôi. Rửa sạch sẽ với đậu với nấu. Hồi bây giờ chắc có lẽ là vô tham quan cái luồng khoai của chú á. Cái bọc khoai của cái luồng á. Bây giờ mới nó yếu. Có thể cho Nam dịnh không? Được. Lấy cái cây ấy cho chú. Được. Lấy cái chổi. Cái chổi kìa. Cái chổi trước đó kìa, trước cửa nhà. Trước cửa nhà. Cái này nè, cái này được nè. Là chú. Cây này cũng được. Chú có hai cây, cây đi trong nhà, cây đi ngoài. Nè cháu nha, chú bây giờ thì mình tay biến cũng 20 năm nay rồi. Khoai dữ dữ khoai. Một khoai mới mùa qua. Đây. Mới mùa qua đó hả chú? Còn cái lu khoai nằm ở đâu chú? Còn cửa sau nữa hả? Chú mở cửa ra cho sáng. Rửa khoai. Mở cửa cho sáng. Chú mới rửa khoai đây nè. Mở
đúng không chú? Hả? Mới rửa khoai đây đúng không? Đâu có, nó nấu rồi, mơ mới rửa nữa. Nấu rồi, mơ mới rửa này. Đây, này, rửa khoai. Cái này nó khoai à. Rù à, trong đó có khoai nữa kìa. Rù nguyên cái lu khoai. Khoai đó. À, khoai lang kìa. Từ đó à. Lu khoai đó. Cả nhà ơi, thường ở miền Tây thì sẽ dùng những cái lu như thế này để đựng gạo. Cái khạp á. Đúng rồi, còn chú thì dùng cái lu này để đựng khoai. Khoai. Ở đây trong nhà thì mình sẽ quan sát hết nè, cả nhà thấy còn cái lu. Coi chừng. Từ. Nước uống. Nước uống của chú chứ không phải là thông gạo. Còn nha. Cái bếp ga này là để rửa, để nấu khoai. Thấy lạ không? Thấy chú lạ không? Con khoai này mới mua buổi sáng luôn. Mua qua. Cứ 10 ngày là chú hết 10kg, 10 ngày là chú hết 10kg ha. Chú nói bây giờ khoai đang lên giá nữa, tại giờ thấy chú ăn nhiều hay sao mà. Ai cũng biết đâu, mình đâu biết rồi. Chú dạng con thấy đi đứng cũng khó khăn ha. Bây giờ biến này đi nó mới té hoài, tôi té hoài, té mà bệnh giờ té không biết nhiêu lần thôi. Dạ. Chú dạng ơi, hẹn bây giờ thì khoai lang 15.000 ký. Nếu như sau này khoai lang lên 30.000, 40.000 ký rồi sao chú dạng? Thì cũng dám ăn chứ sao. Thức ăn chính mà. Ăn nữa 1 ký là tới đó mình giảm lại nửa ký hay sao? Bớt rồi. Chú dạng con muốn hỏi là chú ăn cá được không? Được. Ăn cá được. Mà có bao giờ chú nghĩ rằng một cái cách là chú sẽ nghiền khoai ra chan nước canh cá vô ăn không? Hay là như thế nào? Thì cũng muốn tô đàng hoàng. Hay là thịt, chú ăn thịt được không? Được. Chú ăn thịt được không? Mà ấy là mình gấp đũa ăn ra đâu à. Dạ biết rồi, con biết gấp đũa rồi. Tuy nhiên là con muốn hỏi chú là chú ăn rau củ nấu canh được không? Rau luộc này ăn được. Ăn rau được. Này ra. Dạ. Có nghĩa là chú ăn rau củ, thịt, cá, hải sản đều ăn được hết. Và có thể ăn kèm với rau. Tuy nhiên với khoai. Tuy nhiên đối với chú có hột gạo vô làng không được. Lỗi liền cái hơi dùng nổi. Con có một người bạn là ăn cơm với lại thịt được, nhưng mà ăn cơm với cá là ói. Còn bây giờ con gặp chú là có thể ăn gạo, ăn khoai với lại thịt với cá với rau được, nhưng mà ăn cơm lỗi. Ở trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra ha. Đúng. Và rồi. Có những chuyện nó hy hữu ở trong sự hy hữu luôn. Đối với cô bác anh chị nghĩ rằng cái dĩa khoai này nè là nó cũng là từ tinh bột á, thì gạo cũng tinh bột đúng không? Đúng rồi. Cũng có chất ngọt, gạo cũng có glucose và khoai này cũng có tinh bột. Vậy thì không hiểu lý do vì sao mà gần 70 năm qua chú dạng lại tự cơ thể của mình đó lại tự ăn khoai rồi. Nếu như được một ngày nào đó con chở anh em của tụi con á đưa chú đi bệnh viện khám về cái căn bệnh của chú, vì sao chú có thể ăn khoai và có thể test chú được không, có thể kiểm tra chú được không, đưa cơm hộp cơm gần vô mũi của chú có ói không? Ối hộp cơm gần vô mũi của ói rồi nó bay cái mùi chịu không nổi. Bay cái mùi hả? Gà hộp gạo của mình thì đối với những người mình ăn được á, nó có mùi thơm. Có loại những cái loại gạo nó rất là thơm nha. Nấu lên bay lên nó thơm ngất ở trên mũi. Nhưng riêng đối với chú dạng này thì đụng hộp gạo là ói. Ngoài cái việc mà chú ăn khoai lang biệt lập như vậy, có lần nào mà chú nấu chung với rau với thịt đồ chú ăn làm canh chú ăn không? Khoai nấu riêng khoai chứ đâu có... Giống như mình nấu cơm vậy thôi. Ừ. Thì nó cũng rất là ngộ ha. Đúng rồi. Đây cũng là lần đầu tiên câu chuyện là câu chuyện độc lạ. Đây ta ở Minh Lương hay ở trên hỏi đầu khoai, nhà đầu khoai ai cũng biết ăn. Cứ ăn khoai thôi. Có hôm nào mình nghĩ cách chế biến khoai ra làm một cái những cái món ăn khác, còn ví dụ như là như khoai nấu canh nè, hay là nấu canh ăn với khoai nè, hoặc là cá thịt chiên ăn với khoai nè, chú có từng làm như vậy chưa?
chưa tại vì chú sống đơn độc một mình một đúng không? Có một mộ đâu nên là nữa đâu có chế biến nhiều, cái tay của chân của mình đúng nó cũng bị yếu nữa. Thật ra thì hiện nay á 20 năm nay rồi chú đã bị tai biến thì chú chỉ sử dụng được cái có một tay thôi. Thì cái việc mà chế biến đó đối với chú nó là một điều rất xa xỉ, hơi khó khăn quá. Không có làm được. Chỉ là rửa khoai và nấu lên đó là tốt lắm rồi. Chứ làm những cái thứ khác nữa thì chú làm không nổi đâu. Thời gian gần đây thì chúng ta cảm thấy nhiều cái câu chuyện ở góc độ tâm linh có. Nhưng mà giải thích bằng khoa học thì nó cũng rất khó ha. Để đem chú mà đi kiểm tra hết về những cái cơ quan nội tạng cũng như cơ thể của chú á thì chắc có lẽ là bác sĩ cũng sẽ không tầm ra được bệnh, vì đó của chú, sự trao đổi chất của chú nó không giống như người ta. Trên thế giới này cũng có rất là nhiều chuyện lạ, chẳng hạn như có người ăn những cái con bồ lon con tán á, ăn ốc đó, rồi có nhiều người lại thích ăn cát, đó là một trong một phần triệu người đúng không, độc dị, và không phải ai làm chuyện được chuyện đó cũng được, và không phải bao tử người nào cũng làm chuyện đó được. Và cơ thể của mình á, nếu như mình ngày là mình có ăn khoai ngày này qua tháng nọ, không đủ đạm nè, không đủ những cái chất vitamin khác nè, thì cơ thể mình sẽ xanh xao, vàng giọt đúng không? Nhưng đối với bản thân của chú vàng ở đây, gần hơn 60 năm qua rồi, gần 70 năm rồi, chú vẫn hàng ngày sáng ăn khoai, chiều ăn khoai, đói bụng ăn khoai, và bình thường không làm gì cũng ăn khoai. Nói chung là cuộc sống của chú gần như là gắn liền với củ khoai. Hiệu ứng á, có những người họ sợ một cái loại côn trùng hay là một mùi gì đó, có những người khác nhau thì có nỗi sợ nó khác nhau nha. Ví dụ như anh Đồng có thể là sợ con rắn, em thì có thể sợ con chuột, và mỗi người sợ khác nhau, nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên đó với chú Dạng thì lại cảm thấy sợ cái hộp gạo đúng không, sợ cái mùi thơm của cái hộp gạo. Thì mỗi cơ thể mọi người thì mình không có thể mình biết được, và thậm chí đến nỗi khoa học cũng chưa có thể chứng minh được rằng là vì sao cơ thể của chú lại như vậy. Nãy giờ tâm sự cũng nhiều, thôi con mời chú dĩa khoai nữa nè. Dạ, chú ăn cũng no rồi đúng không? Ăn nãy giờ cũng mấy củ rồi? 2-3 củ rồi. Dạ, khách lại nhà là chú mời ăn cơm hay mời ăn khoai? Mình nấu khoai, mời ăn khoai có nó kỳ. Mời cơm nó kỳ. Mời cơm mình nấu đâu có nấu cơm rồi. Nấu khoai không mà khoai có nó kỳ. Chú đã từng làm xui đúng không? Chú đã từng làm xui da đúng không? Chú có con và chú đã từng làm xui da. Con xui à? Con thằng mẫu à? Dạ, con có biết chú là có một người con. Vậy thì con muốn hỏi chú là khi ngày vui nhất của con mình á, thì đám tiệc linh đình đầy đủ thịt cá hết, thì chú sẽ dùng món gì ở trên cái bàn đó? Đúng, bàn thì ăn bánh mì. Bánh mì? Dạ, ăn bánh mì với lại thịt. Bánh mì, thịt. Dạ, chú uống bia được không? Không, ở trong chú uống rượu được không? Uống rượu mà ở trong uống thì. Nhưng mà con hỏi chú là con muốn hỏi chú uống rượu được không? Có đâu cũng có uống chừng ly hai ly, trời ơi sao nó say quá. Tại vì rượu cũng làm từ gạo mà. Rượu là làm từ gạo, từ nếp mà. Có nó uống. Nhưng mà chú không nghe mùi thôi, không nghe mùi khói tanh. Rượu gạo nó nấu ăn được, uống hết uống chừng hai ly là say rồi. Công việc của chú hiện nay như vậy nè, không có làm được, ở nhà chú cứ ở nhà lẩn quẩn. Mỗi một tháng thì con của chú gửi tiền về chăm lo cho chú, là để gửi tiền mua khoai thôi. Lần tháng là tiền khoai mỗi ký là bây giờ bao nhiêu? 15 ngàn. 15 ngàn đồng một ký thì mỗi ngày chú ăn ký, tháng chú ăn 450, đúng không? Vậy là vẫn còn dư giả đúng không? Là cứ sáu mấy năm qua là cũng chú cứ ăn khoai suốt à, khỏi cần con cháu lo món gì, chỉ cần lo khoai cho ba là được rồi. Đúng không chú? Rất là hay ha. Và đây là một trong những cái câu chuyện khá là độc lạ ngay tại vùng đất An Giang. Bây giờ thì chắc có lẽ anh em mình chia sẻ cái câu chuyện này để tất cả các cô chú quý anh chị hiểu thêm rằng là ở trên cái trái đất của mình á, không phải là một chuyện mà rất là nhiều chuyện mà mình có thể là mình chưa lý giải được. Và đối với chú Dạng đây là một cái câu hỏi rất lớn, cần phải lý giải vì sao ở một trong cái cơ thể người bình thường như tụi mình hơn 60 năm qua chỉ ăn khoai nhưng mà lại trao đổi chất
nó cơ thể của chú vẫn luôn khỏe mạnh, chú mới bị tai biến đây thôi nha. Cho trước đây là chú vẫn là thanh niên khỏe mạnh, vẫn lao động, vẫn đạp xe ôm bình thường. Và cô bác này nào biết có biết được á thì để là một phần bình luận để các anh em hiểu thêm về một cái câu chuyện một người đàn ông độc lạ hơn 60 năm qua ăn khoai, mà ở sớm thì người ta phong cho một cái biệt danh đó là ông đậu khoai. Kêu ông đậu khoai đó mà. À, anh em của tụi mình cũng mới vừa gửi một phần nhỏ để chú Dạng có thể mua khoai để mà ăn trong những ngày sắp tới cô bác quý anh chị. Đây và để hiểu thêm cuộc sống của một ông cụ ăn khoai là có thật hay không á, thì bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ cũng như là các anh em hỏi những người dân ở đây, ông có thật sự là ăn khoai từ đó đến giờ và sức khỏe của ông như thế nào, những lúc đi làm ăn xa thì như thế nào hả cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và các anh em ha. Chị à, em nghe xóm này là nói là ông chú này ăn khoai không, là có thật hay không? Có thật, hồi nhỏ lớn. Hồi nhỏ lớn luôn hả? Cỡ dạ. hồi nhỏ luôn, tới giờ luôn đó, người ta ăn gì đó. Ăn khoai lang với hình như ăn mì không à? Ăn khoai lang với mì. Chị có kiểm tra thử rằng là đưa cơm vô là chú ăn có được không? Hồi đó có nghe mấy ông già đó, ba tôi đồ nói là nhét con hộp cơm vô trong khoai lang giữa đó. Cái đậy lại, ông ăn tới đó, ông tành ông bị ói, ông cũng bỏ. Có đó, có thiệt. Nhưng mà tới bây giờ chị có lần nào chị chứng kiến mà chú ăn cơm chú bị ói không? Hồi đó giờ ở đây là ta nguyên xóm này ai ta cũng biết đâu, ông ăn khoai lang không à, ông đâu có ăn cơm. Mấy người già nhỏ lớn mà ta cũng nói vậy thôi. Đặt là ông đậu khoai luôn. Đặt đậu khoai. Thì mua ông lần mười mấy 20 kg đó, người ta chưa cũng cho ông hàng hết bịch này tới bịch kia đó. Dạ. Tụi em cũng mới vừa gửi tiền cho chú dùng khoai xong. Dạ cô không dám gửi nhiều gửi út chú có mình nên là nữ gửi tiền cho chú á để chú mua vài ký khoai ăn qua hộp chú. Cũng cho gạo thì không lấy gạo không bán mua khoai ăn. Có cho gạo như là tới ở đây người ta chùa đầu này ta cho gạo. Dạ thì ở đây thì cũng gần về chú út ở đây đó cả nhà, sớm mấy anh em mới có vô kiếm cái hũ gạo của chú thì đâu có thấy hũ khoai. Người ta cho gạo 10 ký 5 ký là ở đây ta mua lại giùm ổng. Dạ. Mua lại đem gạo đậu khoai luôn. Mua gạo rồi ông lấy tiền đó ông mua khoai ông ăn. Đó giờ ta gì hồi đó giờ lắm mà. Chú là lớn tuổi hơn chị nhiều nên thành nữ nghe ba mẹ của chị kể lại là chú từ trước giờ vẫn vậy. Dạ. Từ nhà ông ba tuổi đây chứ đâu. Nhưng mà em muốn hỏi chị là đối với chú vậy á, ăn khoai vậy thì sức khỏe của chú như thế nào? Thấy cũng ổn đó, đâu có gì đâu. Vẫn khỏe bình thường đúng không? Bình thường. Không đâu có gì đâu. Tại vì đôi khi tụi em đưa lên mọi người nó không tin là nói nhờ chú ăn khoai để mà dàn dựng này kia, nhưng mà muốn xác minh thật là người dân địa phương gần chú á. Vậy là chính xác 100%. Ở đây ai cũng mà biết ông ăn khoai không. Dạ. Đâu nó gạt làm gì. Nhưng mà đa số tự nhiên mình đặt là ông đậu khoai. Tại ông ăn khoai ông tên ông Út Dạng và ông ăn khoai hoài ta kêu ông mà ông đậu khoai. Kéo đậu khoai. Khoai cho ông mua chiếc du lịch cho ông chạy đi ông nội. Có biệt danh luôn. Biệt danh là ông đậu khoai. Dạ. Dạ, dạ cô, vậy là chú Dạng này là ở gần cô luôn. Ở thì nè, có luôn đó. Dạ. Là chú cũng ở gần cô nên thành nữ biết chú ăn khoai hay từ xưa giờ luôn. Đúng rồi, ăn khoai từ nhỏ tới lớn. Ông không có một hộp cơm vô, nếu mà ăn bánh mì của ông nhét một hộp cơm vô là ông biết liền đó. Đâu vậy hả? Ói liền. Ói luôn. Người ta no đầy mà ông không có khoai, ông đói, ông nằm dầu dào. Ở trong kinh, ông mở trong kinh mà. Hồi nhỏ là ta có lúa người ta ăn, ta no, ông không có khoai, ông đói, ông nằm dầu dào mà. Rồi sao? Thì nhà đi kiếm khoai mua. Ăn khoai thì đã là tiện rồi đó. Tuy nhiên ở một số cái nơi á, một số nơi nó không có khoai á. Rồi thành nữ nó trở thành cũng thành bất tiện hơn. Dạ. Nhưng mà chú ăn bánh mì làm từ hạt gạo được, nhưng mà ăn khoai ăn cơm. Bánh mì là bột mì chứ sao? Bột mì. Mì ăn được. Dạ. Như là mì ly này không biết ông có ăn không à. Mì ly này chú ăn được không chú? Dạ. Mì ly này chú ăn được không? Được khoai. Không ăn được. Thấy không? Mì ăn được. Mà cái gì mà như gạo, bún, bánh tằm hoặc là hủ tiếu không đâu ăn được đâu. Một cái câu chuyện rất là hay đúng không? Từ chắc gạo làm ra là không ăn không được. Từ nay về sau thì mì ăn được. Ai có mà muốn giúp chú thì chỉ cần vài ký khoai thôi là chú cho đưa gạo chú là chú phải nổi lấy khoai nữa.